là bây giờ tổ chức lần thứ hai nhưng mà do là không nhiều tiền nên là bạn phải không có tiền là tổ chức hôm nay thôi chứ không có tổ chức thứ hai được. Đây là món quà cho của người gái nữa là to hay nhỏ sao được bạn là chỗ nào bạn là chỗ nào to hay nhỏ mà xấu hay đẹp thì cũng là thành gì ạ phải đây là tấm lòng của con gái hết. Đầu tiên á là con gái lên nha, con gái đâu mày mới bạn cái bạn mới bạn lên đi à lên chinh một quả bóng chinh bóng rồi làm sai nó để cũng được một quả thì nó bóc hết nha à, làm quả thôi xong rồi là số tiền của quả đó xong rồi là bạn bóc một số tiền của một con trai đó lên để tặng xong rồi Yeah.
chụp lúc bọn nó tặng quà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.